Hello, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết thì khi các bạn sử dụng máy vi tính á, các bạn truy cập vào internet hoặc các bạn dùng thẻ nhớ, dùng USB để các bạn chép những cái tập tin, thư mục vân vân. Quá trình sử dụng á, nó sẽ làm lây lan virus hoặc những cái mã độc, những cái phần mềm độc hại làm cho cái PC của mình chạy chậm, thậm chí là bị mất dữ liệu và có thể là cài lại Windows nha các bạn. Thì các bạn hình dung đóng băng là như thế nào? Đóng băng là nó sẽ lưu lại cái trạng thái an toàn của cái máy vi tính của mình nha các bạn. Do đó khi các bạn sử dụng máy vi tính, các bạn khởi động lại, nó sẽ khôi phục lại cái trạng thái an toàn cho cái PC của mình nha các bạn. Bạn thấy tạo một cái lớp băng bao phủ xung quanh cái máy vi tính của mình. Khi các bạn sử dụng, nó bị những tập tin virus, những cái mã độc nó tấn công. Khi các bạn khởi động lại máy thì những cái mã độc này nó sẽ mất. Lúc đó cái máy vi tính của mình nó sẽ quay lại trạng thái an toàn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt và sử dụng cái phần mềm mà đóng băng nha các bạn. Thì bây giờ các bạn mở trình duyệt web lên nha các bạn. Bạn mở trình duyệt bất kỳ. Ở đây mình mở trình duyệt Google Chrome. Thì trên thanh address bar các bạn gõ vào google.com hoặc là google.com.vn nha các bạn. Thì ở phần tìm kiếm của trình duyệt Google á, các bạn gõ vào cái tên của phần mềm đóng băng nha. Shadow Defender, Shadow Defender nha các bạn. Nhớ nha. Shadow Defender. Đó, các bạn thấy nó list ra những cái link để mình tải nè. Các bạn chọn cái link tùy ý nha. Ở đây mình sẽ gợi ý các bạn là cái link là tải miễn phí.vn nha các bạn. Đó, bạn tìm tới cái link là tải miễn phí.vn nè. Shadow Defender download, tải về. Chọn link này nha các bạn. Đó, nó hiện lên Shadow Defender 1.4.0. Bạn click vào download. Link file. Đó, nó tải về góc bên trái nè các bạn. Đó, nó đang tải, tiến trình đang tải nè. Rồi, sau khi tải về, các bạn click vào để cài đặt phần mềm nha. Click vào run. Next nha các bạn. I accept, chấp nhận. Check vào. Next tiếp. Next luôn nha các bạn. Next tiếp. Next. Install. Đó, bắt đầu nó cài đặt vào trong máy nha các bạn. Đó, nó kêu mình khởi động lại máy tính nha. Bạn bấm khởi động lại máy tính nha. Ok. Bấm Finish để khởi động lại máy tính. Thì sau khi các bạn khởi động lại máy vi tính, các bạn thấy cái biểu tượng Shadow Defender nó xuất hiện trên màn hình desktop nè. Thả dưới cái thanh taskbar nó cũng đã xuất hiện cái biểu tượng nè, chạy ngầm nha các bạn. Mình xóa cái biểu tượng ở ngoài desktop đi nha các bạn. Đó, xóa đi, không cần thiết để ngoài desktop. Bây giờ mình mở cái chương trình Shadow Defender lên nha các bạn. Bạn click vào cái mũi tên ở góc phải nè, dưới thanh taskbar nè, double click vào trong cái biểu tượng Shadow Defender, hiện lên cửa sổ nha các bạn. Shadow Defender thì trong cái cửa sổ chương trình nó có nhiều cái chức năng. System status đó, nó hiện lên cho các mình xem nè. Trạng thái Mode setting. Trong cái Mode setting á, nó có hiện lên những cái ổ đĩa chết nè hoặc là không chết nè. Đó, các bạn muốn đóng băng ổ đĩa nào thì các bạn check vào ổ đĩa đó nha các bạn. Ví dụ như mình muốn đóng băng ổ đĩa C nè. Check vào ổ đĩa C. Chọn Enter Shadow Mode. Enter Shadow Mode nha. Đó, bạn muốn đóng băng ổ C, ổ E hoặc là nhiều cái ổ khác á, bạn check vào. Ở đây mình đóng băng ổ Window thôi, ổ C thôi, cho nên mình check vào ổ C thôi nha các bạn. Đó, sau khi check vào ổ C á, mình bấm vào Enter Shadow Mode này, bấm vào, nó sẽ hiện lên cái option cho mình lựa. Bạn chọn cái mục Enter Shadow Mode on boot nha các bạn.
Chọn ở trên. Ok. Đó, đã hoàn thành rồi nha các bạn. Ok. Vậy là nó đã đóng băng cái ổ đĩa C lại. Sau khi đóng băng ổ đĩa C lại thì nó hiện trên cái màn hình nè, chữ Shadow Mode. Shadow Mode là cái chế độ đóng băng. Tiếp tục mình xuống cái mục Administrator nha các bạn. Mục Administrator trong phần mềm nè. Click vào. Giờ bạn tắt cái biểu tượng này đi á, ngoài desktop á. Bạn click vào trong cái mục là Enable Desktop nè. Enable Desktop tiếp nè. Bạn tắt đi nè, thấy không? Check vào nó mất đi. Hiện lên nè, mất đi, hiện lên. Mất đi. Đó. Tắt đi nha các bạn. Chương trình đóng băng mình cho nó chạy ngầm trong hệ thống thôi, mình không cần phải show lên trên desktop nha các bạn. Rồi mình chỉ cần check cái mục check vào cái check này để tắt cái biểu tượng trên desktop đi, còn những cái khác mình vẫn giữ nguyên nha các bạn. Giữ nguyên. Cái phần kế tiếp là các bạn muốn set cái password cho cái chương trình Shadow Defender này nè. Các bạn click vào Enable Password Control nha. Check vào. Đó, nó sẽ hiện lên. Nhớ nha các bạn, bạn muốn đặt password cho cái chương trình để cho người khác không có vào chỉnh sửa cái chương trình Shadow Defender nè, chỉ mình bạn có thể chỉnh sửa thôi đó. Thì các bạn check vào Enable Password Control. Đó. Ví dụ như các bạn đặt là 123 ABC 456. Đặt lại tương tự như vậy nha các bạn. 123 ABC 456. Ok. Set password successfully nè, thành công rồi nè. Ok. Vậy là mình đã đặt password cho chương trình rồi nha các bạn. Đóng lại, đóng chương trình lại. Bây giờ mình sẽ test nha các bạn. Ví dụ như trong quá trình sử dụng Windows á, nó sẽ sinh ra những cái file rác hoặc là cái bị virus hay là bị bất cứ gì đó. Ví dụ như mình tạo một cái folder trên desktop nha. Tạo một cái folder virus. Đó, hoặc là rác. Tạo một cái folder rác. Đó. Tạo một cái folder ABC. Đó, trong quá trình sử dụng máy tính đó, có những cái file rác hoặc là virus nó sinh ra. Khi mình khởi động lại máy thì những cái file này nó sẽ trở về trạng thái an toàn, trạng thái trước khi đóng băng nha các bạn. Chú ý nha, bây giờ mình khởi động lại cái máy vi tính nha, những cái file này nó sẽ biến mất nè. Đó, sau khi khởi động trở lại máy vi tính vào lại trong Windows á, thì các bạn thấy những cái thư mục, những cái tập tin lúc nãy mình tạo ra nó biến mất hết nha các bạn. Chú ý nha, khi các bạn đóng băng ổ đĩa C á, thì khi các bạn làm việc, những cái tài liệu, những cái tập tin các bạn lưu trên ổ đĩa khác không được lưu trên ổ đĩa C nha. Tại vì các bạn đóng băng rồi, khi các bạn khởi động lại máy hoặc là tắt máy, mở lại máy á, thì những cái gì các bạn làm việc trên ổ đĩa C á, nó sẽ mất hết, sẽ trở về trạng thái trước khi đóng băng nha các bạn, để bảo vệ an toàn cho ổ đĩa C nha các bạn. Chú ý nha. Khi các bạn muốn cài thêm cái chương trình hoặc là chép những cái tập tin vào trong ổ đĩa C á, là các bạn phải rã băng ra nha các bạn. Các bạn click vào trong cái chat cái mũi tên nè, bạn mở chương trình Shadow lên nha. Đó, khi mở chương trình Shadow nó yêu cầu bạn nhập password. Lý do là lúc nãy mình đặt password nha các bạn. 123 A B C 456. Ok. Đó, khi các bạn muốn làm việc, muốn chép những cái tập tin hoặc là cài đặt cái chương trình trên ổ đĩa C á, bạn phải rã băng ra nha. Chế độ nó đang là status, nó đang là Shadow Mode nè. Đang ở chế độ đóng băng ổ đĩa C nè. Các bạn vào trong Mode Setting. Các bạn check vào ổ đĩa C. Các bạn chọn Exit Shadow Mode nha. Khi các bạn muốn cài chương trình hoặc là chép bất cứ cái thứ gì vào trong ổ đĩa C á, thì các bạn phải thoát khỏi chế độ Shadow Mode nha. Check vào ổ đĩa, chọn Exit Shadow
Shadow Mode là nó sẽ rã băng. Bạn sẽ thao tác ổ đĩa C. Tương tự, khi các bạn muốn đóng băng ổ đĩa, các bạn check vào ổ đĩa, các bạn chọn Enter Shadow Mode. Khi thoát khỏi chế độ đóng băng, các bạn check vào ổ đĩa, các bạn chọn Exit Shadow Mode. Nhớ nha các bạn. Cái vấn đề nữa là khi các bạn cài chương trình Shadow Mode á, nó có trường hợp nó sẽ yêu cầu bạn đăng ký bản quyền. Lúc đó các bạn sẽ giải nén cái file này nha các bạn. Sẽ có cái file là Rack Shadow Mode nè. Cái file này mình để cái link ở dưới cái phần bình luận nha. Ghim ở dưới cái phần bình luận á, các bạn tải về nha. Mình up lên Google Drive nha các bạn. Khi bạn tải về á, nó là file chấm ra. Các bạn lít vào, các bạn giải nén nó ra nha các bạn. Attract to Shadow nè. Đó. Bạn giải nén nó ra. Khi bạn giải nén nó ra thì nó sẽ là nó hiện ra một cái tập tin nè. Nó có cái tập tin nè. Chấm CMD các bạn lít vào. Các bạn open thôi. Open. Đó, vậy là nó đã rắc xong cái phần mềm Shadow nha các bạn. Chú ý nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.